Một tháng trở lại đây, gia đình chị Hiền luôn phải sống trong tình trạng tối đen như mực như thế này. Cây nến này luôn là bạn đồng hành cùng gia đình chị trong mọi sinh hoạt, các bữa ăn hay trong giờ học của ba cháu nhỏ mỗi buổi tối. Chị Hiền cho biết, gia đình đi làm cả ngày, tối về lại thắp nến để sử dụng, vì học tập của các cháu phải đi học nhờ. Cái buổi tối mà trong cái tình cảnh là sinh hoạt mình không có điện như này ấy, thì là mình sinh hoạt chỉ có dùng nến thôi, vậy đèn tích điện thôi ạ. Ừ. Thế thì mọi sinh hoạt nó cũng ví dụ như là đi đâu cũng phải là cầm nến này là như nào thắp sáng này. Có đi xuống bếp mà nấu nướng hay gì thì cũng phải dùng đến nến. Ăn cơm các thứ là cũng dùng nến đúng không ạ? Ừ. Dùng đèn tích điện đúng không ạ? Đúng ạ. Thế thì trong quá trình mà các cháu học hành như này chị cảm thấy là không có điện thì cảm thấy như nào? Thì quá khổ luôn. Vâng. Vâng, bây giờ có phải là gia đình nhà mình chẳng bữa không đóng đâu. Nhưng nó phải chăng với số điện của gia đình nhà mình. Không phải là nhà mình mà tiếc tiền mà cũng không dùng điện mà không đóng tiền. Thế bây giờ số tiền thì nó quá lớn. Đến tận 9 triệu mà mình là nông dân đi làm. Vâng. Làm sao mà có đủ điều kiện mà đóng được mà mỗi tháng. Bây giờ dùng nhiều mới hết đến có 300 nghìn. Vâng. Mà bây giờ hết tận hơn 9 triệu. Thế nhưng những ngày mưa thì ba cháu nhỏ nhà chị Hiền phải mò mẫm mọc trong đêm tối. Cháu nào cũng mong muốn sớm có điện để không phải chịu cảnh như thế này nữa. Dũng hôm nay học lớp mấy rồi? Một ạ. Học lớp 1 à? Thế Dũng đi học trong quá trình mà mình gia đình mình bị mất cắt điện này thì việc học tập của Dũng cảm thấy như thế nào? Con không nhìn thấy ạ. Con không nhìn thấy chữ à? Vâng. Thế thì con viết thì con có viết có nhìn thấy để viết hay nhìn thấy để đọc sách không? Không. Không nhìn thấy á? Thế thì con mong muốn như thế nào? Bây giờ hiện tại con mong muốn gì? Có điện ạ. Con muốn có điện đúng không? Trong quá trình mà bị cắt điện ấy, thì học hành của cháu cảm thấy như thế nào? Trong các cháu gặp khó khăn gì trong cái công việc học tập của mình? Không nhìn thấy chữ. Cháu không nhìn thấy chữ à? Thế ví dụ như là bình thường thì ngoài ra thi thoảng thì cháu vẫn phải sang nhà hàng xóm học nhờ hay là như thế nào? Sang nhà bà. Cháu sang nhà bà học nhờ thì. Thế nhưng mà ngày mưa gió thì cháu ở nhà học đúng không? Ừ. Thế cháu ở nhà học thì ngoài không nhìn thấy chữ ra thì cháu cảm thấy như nào nữa? Và cháu mong muốn gì? Cháu mong có điện. Người lớn có thể chịu đựng được, nhưng các cháu bé học hành như thế này thì quá là vất vả. Gia đình chỉ mong muốn các ban ngành sớm giải quyết thấu đáo sự việc để gia đình sớm có điện. Đấy, theo như cô chú về đây thấy sinh hoạt gia đình chị đấy, nó không có điện thì rất là khổ. Như người lớn mình đã đành thì còn chịu được. Thế như đây các cháu bé nó học hành như này, nó không có điện thì quá khổ. Các ngày nắng ấy, vâng, thì còn đi sang hàng xóm học nhờ đã đành. Nhưng vâng, ngày mưa này thì ở nhà đấy, thắp đèn thế này học hành là nhìn nó không được rõ chữ lắm. Đấy, nó ảnh hưởng đến mắt. Mà con của chị đấy, hai đứa cháu nó đều phải đeo kính rồi. Thế là bây giờ gia đình nhà chị chỉ muốn là nhờ các cơ quan ngành để làm xem giải quyết hộ cho chị, gia đình nhà chị phục hồi cắt điện cho các cháu nó sinh hoạt. Pháp Luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.